vâng, nhẫn giả mang tên Dũng PC đang nằm ở trong cái container này mà không hề một ai bên phía Bisenot biết cả. Ôi, Optimus vừa đứng ở ngay cạnh cái thùng này mà cũng không phát hiện ra. Không biết được, không biết được, sẽ không có ai để ý ở trong cái container này đâu. Rất là... ở đây rồi. Đây rồi, gì này? Từ từ nhá. Vì như không phát hiện ra. Đừng bảo với tôi là Jaskai cũng không nhìn ra được vị trí của Dũng PC nha. Nếu như có thì sẽ có một quả nết được trả vào thôi, nhưng tôi nghĩ là Jaskai chưa biết rồi. Trời ơi, một pha ẩn mình còn bây giờ còn hơn cả các thành viên bên phía Antis Unite nữa cơ. Rồi. Dũng PC đang thể hiện mình đang là nhân giả tốt nhất ở trong trận đấu này. Cực kỳ khó chịu luôn. Và nếu như cái khu vực nhà của Bisenot tiếp tục ở trong bo thì có thể nó sẽ là một cái top cao nữa dành cho Easy Aspire nha. Một tình huống khá là hài hước đến từ cả Bisenot cũng như là Dũng PC. Vị trí này tại sao không nhìn qua, không nhìn thấy cả. Ồ, lướt qua luôn rồi và sẽ không ai biết được Dũng PC ở trong khu vực container hỏng này đâu. Sau trận chiến này thì tôi sẽ phải ra inbox của... học hỏi Dũng PC ở trong những cái tình huống mà ẩn thân như thế này. Xe nốt 4v3 tình huống này. Tạm thời bắn bo tiếp theo đang thu về khu vực giữa tâm bo. Bên phía team Bảo Nam, Dư Tật cũng như team Xe nốt cũng đều có thể vào bo được rất gần thôi. Wow, như vậy chỉ của Wildcat đã có cho mình được 6 kill, đang cố gắng bò sang khu vực bạn phải vòng bo. 3v4 vẫn đang là vị trí của các thành viên bên phía team BX. Wildcat đã bắt đầu mở cánh ra nhưng lại ở hại cũng cho mình được mạng Wildcat rồi. Rõ ràng thì trong tay Bensu, thì tôi thật nghĩ là BN luôn. Khó, BN sẽ là rất khó. Bởi vì hãy nhìn cách mà BX họ đang khai thác, họ đang di chuyển lên. Vẫn đang là kín nhưng mà đây, đó là vị trí của Suna cũng đang là một trong những player kinh nghiệm tốt. Liệu một cánh én có làm đến được mùa xuân hay không? Còn bây giờ hãy nhìn Bensu đi. Hãy nhìn cách của Bensu, anh ta bình tĩnh, anh ta cứ lết thôi. Từ nãy giờ Suna cứ spam, của Bensu thì cứ lết. Và Suna hạ game thêm cho mình được mạng của Liar rồi. Và liệu có tiếng lật kèo đến từ bên phía bên đời nơi tất hay không đây? Lửa đã trả ra rất nhiều. Vẫn đang là Bensu, vẫn đang là bò gần. Đội hình của bên phía bên đời yêu này đang không phát hiện ra có hai player bên phía của team BX áp sát vào rồi. Ui quả thì... đất, Bensu, gồm đó là vị trí của Bekai và ngay lập tức thì lại ở bây giờ bên đây tất đó đã có một lợi thế đưa về tình huống 1v2. Bensu đang cố gắng cân nhưng Bensu đã lộ vị trí, ngay lập tức Suna mở bên phía cánh phải, dấu chấm mét dành cho các thành viên bị hạ gục. Quá nhiều những góc bắn đẹp của Korean Gaming và thật sự không có cơ hội rồi. Một người được cài lại tới từ Easy Aspire với 10 cái first aid kit và có vẻ như họ sẽ lấy được cho mình cái top 2. Đúng là như vậy rồi. Không, từ nhá. Không, chính xác rồi. Tôi cứ tưởng top 2 dành cho vị trí của Jimmy Hau cơ. Đây, Dũng PC là người được cắt cử lại để ăn máu trong tình huống này. Không, nhưng mà thôi, top 2 rồi, cố gắng làm gì nữa Dũng ơi. Tiết kiệm thời gian đi. Thôi thì chúng ta sẽ ngồi cắn nốt cho mình đó là 6 cái first aid kit. Nhưng chúng ta đã có kết quả của map thi đấu sàn ốc này rồi. Đó sẽ là một top 1 dành cho Korean Gaming với một lượng kill không quá lớn. Nhưng nó là một sự hiệu quả với việc chọn nhà tốt của Korean Gaming. Trong đó là Easy Aspire với những nỗ lực và những sự teamwork khi mà nhồi máu lại cho Dũng PC thì cũng bỏ túi được cho mình một cái top 2 với một lượng kill cũng ổn dành cho Easy Aspire, đó là con số 2. Họ cũng đã phải chống trả rất nhiều đội tuyển ở xung quanh rồi. Tuy nhiên, cái tình huống combat chéo thì Easy Aspire họ lại không thể có được cho mình những cái kill gạt. Hơi loạn, hơi có một chút gì đó loạn nhịp tới thì Easy Aspire ở trong những tình huống xử lý then chốt. Nhưng không sao cả, cái top 2 này tôi nghĩ rằng là họ sẽ vừa lòng thôi. Hết first air rồi. Và đây là những nỗ lực cuối cùng đến được Dũng PC nhưng không làm được gì cả. Và đó sẽ là cái top 1 dành tặng cho Korean Gaming tại game thi đấu thứ 9. Vẫn đang là full đồ level 2. Có vẻ như là phải ra rồi. Dũng PC đang chủ động ngồi để nghiêng và check các anh viên về team D2F. Từ từ khi mà trên đồi đang có sự một tí Bảo Nam như tí tương thờ nổ súng, có liệu rằng khôn qua thì không hay không đây. AVOK đang yếu máu rồi. Một quả smoke để che tầm nhìn các thành viên bên phía team T2F. Ở đây thì tôi quay trở lại các thành viên bên phía team EAP. Full giáp 2. Tiếp tục là chúng nó xấy vào đến từ đội hình các thành viên bên phía team EAP chủ động tràn vào rồi. Và đó là D2F đã phải nằm xuống. Bây giờ tiếp tục là vị trí đến từ vị triệu hành. Knock out được một người, D2F mất đi một người. Và liệu tình huống 1v1 ai sẽ là người thực thắng đây? Và ngay lập tức EAP lại mất đi một người, đó lại được đưa về 1v1 nữa. Và đó là cận nét luôn đến những thành viên bên phía DF. Một mình Kato làm ba cho tình huống vừa rồi. Việc một chiếc xe như vậy nó sẽ là lợi thế về gầm xe. Nhưng bây giờ thì C1T đã phải nằm xuống bởi vị trí Silent. Liên tục. Ui, hãy nhìn cái lượng trang bị. Đến bây giờ Bảo Nam họ vẫn còn một cái lượng trang bị khủng khiếp như vậy. Họ bắn 15 kill anh Tùng, 15 hòm đồ cho họ. Đủ 15 hòm đồ luôn. Chính xác.
Họ cứ công ty kim nào là họ ăn kill đó luôn. Vâng, Talon Esports là dấu chấm hết rồi. Rất nhiều nét được trả ra với các thành viên Bảo Nam. Vẫn đang là công nét đen. Ui, nét chúng ta nhìn trời. Cơn mưa nét, cơn mưa lửa đi. Talon Esports còn chưa nhìn thấy mặt đối phương của mình ở đâu hết. Vẫn đang là lửa mà nét được trả ra rồi. Ui lại là nét được trả ra Bảo Nam. Ui lại là nét và tiếp tục là 237 đã phải nằm xuống. Còn chỉ đâu? Còn F1 thôi, cơ hội để cho F1 là không còn nhiều. Vẫn còn nét đến từ Bảo Nam, ném nét 1 phút vẫn chưa xong. Vẫn còn nét kìa chung. Chủ động đứng dậy rồi, dấu chấm hết dành cho mình F1 đó kill. Là 18 kill và chấm hết đó là 19 kill. Bensu đã bị lộ vị trí rồi dành cho bên phía Bảo Nam United. Cơ hội dành cho Bóc Quê mình để cạnh tranh Bảo Nam chính thức kết thúc và kết thúc trận đấu thứ tư này. Bảo Nam họ đã có được chiếc vô địch của PMNC rồi. Một người chung cư đỏ. Ở đây chúng ta quay trở lại một đại diện, đó là New Star. Và liệu có bắt được vị trí ở bên phía Gunner Master không này? Tôi nói thật nha, nếu mà Gunner Master bắt New Star thì còn có thể đúng không? Chứ để mà New Star săn một cái đội tuyển như Gunner Master sẽ là rất khó, bởi Gunner Master họ quá quen với những người chơi rồi. Nhưng bây giờ đó là hai xe. Ngay lập tức thì cuối cùng thì rau cải có được cho hình mạng của New Star rồi. Và ngay lập tức thì rau cải có súng nhưng mà vẫn quyết định dâm xe. Rất khó chịu đến New Star. Nhưng đó là tình huống rất là bất ngờ. Bọn tôi không thể nghĩ được là New Star để cả hai xe ra để đâm luôn. Chính xác, một kill gần như là free dành cho New. Chúng ta vẫn đang có đâu đó khoảng 30% diện tích là nước biển. Và giờ đến những vị trí ở ven bờ biển khu Muta Power sẽ là một trong những địa điểm nóng thôi. Còn chưa bao giờ mà đất lại có giá trị nhiều như thế này. DX đang có quá trình di chuyển bò ngang qua X Gaming. Thật đấy, mình lướt qua đời nhau thôi mà. Pha xử lý cực kỳ tự tin từ Rabbit nha. Còn với Eagle Esports họ đang có một bữa tiệc được soạn ra trước mặt. Wow, có tận dụng được hay không thế này là một câu chuyện khác nha. Ba đội tuyển di chuyển xe cùng một lúc, cùng một con đường đi qua vị trí của Eagle Esports. Đây rồi, cuối cùng thì họ cũng gỡ lại được một mạng, đó là Aston Martin của The Chosen One. Nhưng hơi lãng phí nhở. Vừa rồi thì chúng ta phải thấy có đâu đó khoảng 7-8 cái xe đi qua mà chỉ bắt được một thì hơi tiếc dành cho Eagle Esports. Toàn bộ đội tuyển còn lại trong El Zaha họ bắt buộc phải có những tình huống công qua đường. Đúng như vậy. Ở đây là một cái đường rất rộng, cái đường cái nó to như cái đường ở trong lốt Leonet vậy. Và bây giờ quay trở lại vị trí các thành viên bên phía Bóc Về Mình. Đang là 3 kill tại đội tuyển này rồi, trong đó dưới chân họ đang là các thành viên bên phía thứ 3 siêu. Ở đây Soạc đang có những tình huống chủ động công lên, vẫn đang là vị trí Brick. Brick và Soạc sẽ là hai người bắn kèm với nhau, trong đó Ti gần vị trí lạnh đang là những người kề bắn tốt dành cho thành viên Bóc Về Mình, hạ cũng cho mình được mạng khác. Tiếp tục là trả nết và chủ động công lên đội hình Bóc Về Mình. Brick là người bắn ảo rồi, tình huống được đưa về là 3v3, 3 kill dành cho 3 siêu. Và ở đây đó tình huống chủ động lên và hay lập tức thì bên phía thì Bóc Về Mình hạ cho mình được thêm một người. 3 siêu đã bắt đầu chủ động tuôn tràn lên, liên tục ăn miếng trả miếng đến từ cả hai team. Ở đây sẽ là dấu chấm hết dành cho vị trí Gia Huy. BAT dừng lại top 11 và tiếp tục là các thành viên phía Brazil họ dừng lại top 10, chỉ còn 9 team 27 player thôi. 7 kill dành cho Bóc Về Mình rồi, một tiếng out for này tới từ đội hình phía Bóc Về Mình và Brazil phải làm lại rồi. Bóc Về Mình là người thứ ba, bye bye Talon Onsa trong tình huống này. Đó sẽ là 2 kill dành cho bên phía Bóc Về Mình rồi, một tình huống chủ động công cực kỳ cháy đến bên Bóc Về Mình. Lạnh và Brick sẽ cần chủ động di chuyển ra và sẽ là cứu vị chiêu tí gắn tình huống này thôi. Quả nết cũng như là những cái vị trí các thành viên phía team Xiaomi không còn đủ lượng đổ để focus cũng như gây lượng đam đến các thành viên phía team Bóc Về Mình nữa. Bây giờ Bóc Về Mình họ chỉ cần chờ thời cơ thôi và họ có thể clear được hai đội tuyển này. Ui, một cuộc hỗn chiến ở phía bo kìa. Bóc Về Mình đã cứu được người. Ngay lập tức thì bây giờ bên phía team Bóc Về Mình họ sẽ là những tình huống hồi máu. Eagle Esports muốn tràn vào Xiaomi ở khu vực này. Xiaomi ảo cho mình được mạng tí gắn. Bóc Về Mình bị clear hoàn toàn, được dừng lại top 11. Vâng, đóng vai làm người thứ ba và thậm chí đã xuất hiện người thứ tư ở đây. Muối một bình một vết ba các hình về Bóc Về Mình kìa. Tiếp tục Eagle Esports lên tiếng lock out đi chịu 0808. Tiếp tục là dịp Pima lên tiếng confirm được cái mạng của 0808. Và đó là hai mạng lock out tới từ bên phía team Eagle Esports. Và bây giờ sẽ là tình thế 3v1 ở đây. 2701 còn một chấm máu làm cái gì đây, và Talon Star đã quyết bỏ chạy. Nỗ lực tới các thành viên của Bóc Về Mình nhưng có vẻ như nó không giúp được quá nhiều dành cho Bóc. Đây là một tình huống mà các thành viên phía Talon Star họ cần phải giải quyết bài toán bản thân EAP để có thể... Ui, vừa mới nói xong một quả nết chính xác từ vị trí của Midlane knock out xuống PC rồi. Sẽ cầm chân được các thành viên bên phía EZ Aspire lâu hơn ở đây đây. Liên tiếp những tiếng chọi nết lên đến từ các thành viên bên phía Talon Star. Đang mở cánh tới từ Kelsey rồi. Và đây rồi, Andrew 2K nằm xuống. Midlane thì đã quá gần các thành viên bên phía của EZ Aspire. Và đây có thể là một món quà chúc mừng sinh nhật. Cái mình thì dừng lại vị trí top 7 rồi. Và đúng là Midlane chúc mừng sinh nhật EZ Aspire thật. Một nét chí mạng được trả ra. Ba người bên phía của EZ Aspire nằm xuống. Và thậm chí đó là toàn bộ đội hình 11 kill. Một pha đùa squad thành công đến Kelsey và Midlane.